Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 123. Những đức qua bên ngôi chùa mới tu, mình ngồi mình suy nghĩ cái pháp môn mà tịnh độ này đúng là nó hình thành nơi nào, thì cái nơi đó tự nhiên chúng sanh ta kéo ào ào vậy. Đúng rõ ràng là mình duyên với A Di Đà Phật thì tự nhiên chúng sanh duyên với mình. Cái này là 100% luôn, nhớ nghe quý vị. Chúng ta duyên với A Di Đà Phật thì chúng sanh sẽ duyên với mình. Nên tất cả những người làm ăn kinh doanh buôn bán ngành nghề nào, chỉ cần quý vị duyên với A Di Đà Phật thì chúng sanh sẽ duyên với quý vị. Giống như mình hướng đến A Di Đà Phật thì chúng sanh hướng đến mình. Tại cái duyên của Đức Phật A Di Đà bao trùm tận hư không khắp pháp giới. Mà mình duyên với một vị mà có duyên với chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, thì chúng sanh của tận hư không khắp pháp giới cũng tự nhiên mình có duyên với họ luôn. Rất là đặc biệt. Nên nơi nào vừa hình thành một cái ngôi chùa tịnh độ, mà cái quan trọng cực kỳ luôn, để ý chỗ này nha. Phương pháp tu cái phương pháp tu rất là quan trọng. Bây giờ quý vị ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi. Mình đi về chùa mà giờ mình lên chánh điện mình tu không được, vì mình về chùa làm gì? Bây giờ quý vị có giảng pháp hay cỡ nào mà khi thực hành mà áp dụng tu, tu không được, thất bại đúng không? Nên bây giờ quý vị để ý là những đức có cái bản lãnh gì đâu. Cái quan trọng là những đức nhìn ra được cái phương pháp tu. Phương pháp tu này cũng không phải những đức mà tính toán ra nữa. Mà phương pháp tu này là của thầy ngày xưa những đức đến ngôi chùa. Phương pháp tu cũ hoàn toàn luôn. Niệm địa chung, lễ Phật, hồi hướng nghỉ. Vậy mà bây giờ những đức thấy rõ ràng là lập đạo tràng rất là dễ. Chỉ cần hình thành một cái ngôi chùa mà có phương pháp tu, có người hướng dẫn chuyên tu tịnh độ, nói chuyện đơn giản thôi, tự nhiên ngôi chùa đó thịnh liền, phát triển ào ào lên. Bây giờ vì coi ngôi chùa mới đây thôi, nhưng mà tối những đứa quay mấy công đoạn nữa để lên cho quý vị coi. Mới đây thôi mà người ta rất là đông mà hoàn cảnh đúng là rõ ràng. Một ngôi chùa quan trọng là quý vị bắt đèn rồi cho sáng, quý vị bây giờ năng lượng nó sáng dữ lắm, hàng lối rồi đàng hoàng, đèn đuốc đồ đâu vào đó. Tự nhiên bước vô ngôi chùa thấy nó có một cái sinh khí đặc biệt lắm. Con người ở đó tự nhiên thích liền. Cái giống như cái dương khí của con người sống nó mạnh. Cái âm khí tự nhiên giải thoát. Còn nếu như cái ngôi chùa nào mà không có phương pháp tu, rồi u ám, tự nhiên cái âm khí nó nặng, thì tự nhiên cái dương khí là con người sống nơi đó nó yếu ớt. Người ta không đến. Nên ngôi chùa mới đây thôi mà quý vị mà đến quý vị cộng tu một cái, quý vị thấy cái cảm giác như mình rất là thích, vì nó mát mẻ, nó thoải mái gì đâu. Mai mốt mới dậy nhà kia mà xong cái nữa thì thôi tuyệt vời quá.
đúng là cái nơi bình an dành cho những người mà hữu duyên niệm Phật được ở tu hành. Tại vì nơi này là nơi chuyên niệm Phật, giống như bổn nguyện Đức Phật A Di Đà đưa lên là niệm danh hiệu ngày ngày rước. Thì bây giờ ngôi chùa chuyên niệm Phật thì quý vị phải là hữu duyên niệm Phật, quý vị ở cái chùa đó. Chứ quý vị mà không niệm Phật thì sao quý vị ở trong đó được? Chỉ đến chơi cái thôi quý vị đi chứ kết duyên đi chứ ở không được. Tại vì ngôi chùa người ta chuyên niệm Phật mà, nên nói để cho người hữu duyên niệm Phật là đúng rồi. Nên những đức để ý như 100 bài kệ của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ở trong quyển sách những đức đọc qua, những đức thấy rằng là chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi mà Hòa Thượng ngài lược giảng rộng vô cùng, mở rộng thiền mặt duy thức học đồ đầy đủ hết trong đây luôn. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi mà mỗi một bài kệ, mỗi bài kệ rồi ngài phiên dịch ra, mỗi bài kệ rồi ngài cứ phiên dịch ra rồi ngài lược giải. Thì khi mình coi qua mình thấy đúng là tịnh độ này quá đặc biệt thù thắng. Mà người xưa người ta rất là trí tuệ, rất là từ bi quý vị. Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là ngài là mật tông, thiền tông, gọi là tu tổng trì. Nhưng mà ngài vẫn hướng dẫn người ta tịnh độ tông. Nên ngài phiên dịch cái quyển sách mà niệm Phật Ba La Mật đi đọc thôi. Rồi ngài chú giải 100 bài kệ này rồi lược giải, lược giảng quý vị. Ngài trích lục từ lời tổ sư lược giảng. Rất là hay. Nên bây giờ mỗi một người mình bình tĩnh suy nghĩ, thí dụ như bây giờ mình tu một cái pháp tu gì đó. Mà bây giờ mình tu được không mà bây giờ chúng sanh nó tu không có được. Bây giờ mình thích tịnh độ tông, tại sao mình không mở một cái đâu tràng niệm Phật á? Mình mở một cái đầu tràng niệm Phật, thí dụ như mở cái đầu tràng niệm Phật đi, mình lo cho những người đủ duyên, người ta về người ta ở đó ta niệm Phật cũng ở trong một ngôi chùa. Còn bên đây là những người người ta tu mật tông hay thiền tông gì thì người ta cứ tu vậy, thì mới mở rộng cái tâm mà độ sanh ra quý vị. Tại vì cái thời cuộc này Đức Phật đã quyền ký rằng thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, mà chính mỗi người chúng ta cũng nhìn ra, chính mỗi người chúng ta cũng nhìn ra rằng cái thời cuộc này quá bận bịu. Như bây giờ gần Tết thôi, bây giờ nhiều người đã bận bịu để về cái việc cơm ăn áo bận, thấy không? Sao mà bây giờ thời gian đâu mà ngồi đó mà nó tu hành mà. Bây giờ cái chuyện sách vở đã ít có người đọc rồi quý vị coi. In sách bây giờ đã ít có người đọc rồi. Bây giờ sách vở tổ sư là chỉ có thu âm hoặc đọc từ lá thư cho người ta nghe, chọn lọc những lá thư nào quan trọng nhất về tu tịnh độ thì đọc cho người ta nghe thì còn có thể là nghe. Nhưng mà bây giờ in nguyên quyển sách bự mà đưa người ta là quý vị thấy thua. Trong thời cuộc này không đặc biệt, không phát triển. Nhưng mà cái máy nghe pháp thì nghe, cái máy niệm Phật thì nghe, như đèn bông sen niệm Phật thì nghe, rồi năng lượng niệm Phật thì nghe. Nó bây giờ cái xã hội phát triển về hiện đại thì người ta lại đi vào cái sự phát triển như vậy để ta áp dụng cho tu phù hợp. Còn cái việc mà sách vở bây giờ của người ta lại không có thời gian, không có thời gian để đọc. Chỉ có người rảnh rỗi, người xuất gia rồi này kia người ta đọc chút đỉnh. Còn hàng cư sĩ thì ít bao giờ đọc. Họ thỉnh quyển sách rất đẹp đem về, nhưng mà để trên tủ hay để chỗ này chỗ kia để tùm lum, không đọc. Nên nó sách vở lúc trước mà in ấn mà những đứa qua bên Đại Tùng Lâm, bên những cái thời trước mà dưới Quan Âm của thầy in ấn mà để là người ta cũng dường quá trời nhiều, để quá trời để nhiều luôn. Nhất là cái quyển sách của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà giảng về Liễu Phàm Tứ Quốc. Quý vị biết rằng những đứa đem một cái lượng rất lớn đem về đây những đứa cho luôn, mà những đứa cố gắng cho mà chùa mình đông như vậy mà mới tặng hết dưới Quan Âm. Suốt mấy năm nay mới tặng hết, mà còn bên kia rất là nhiều luôn đó quý vị coi. Nên sách vở bây giờ người ta rất ít đọc. Cái này quý vị nên nhận thức lại. Thì mình cũng làm pháp thí, nhưng mình điều chỉnh làm sao cho chúng sanh được lợi ích. Chứ bây giờ mình bỏ tiền vào mình làm cái chỗ đó mà bây giờ nó không có phát triển, hoặc đưa người ta không đọc quý vị thì cứ giới thiệu cái nào người ta cũng không đọc. Cầm quyển sách lên một hai trang thôi, họ đọc một hai trang thôi rồi
rất ít người đọc luôn. Mình hãy kiểm định cho thật kỹ đi. Rồi cái thời cuộc bây giờ quý vị biết, chia sẻ Phật pháp ngày Chủ nhật là do Phật tử nó về chùa tuần hay gì lâu lâu nó về lần. Như Đức ngồi nói chuyện tiếng mấy đồng hồ. Quý vị biết rằng hai cái thờ mà một câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quá, ngày nào Như Đức cũng chia sẻ nè. Một bài chia sẻ chỉ có nửa tiếng đồng hồ, là vì những Đức nhìn ra được căn tính chúng sanh bây giờ. Và trong cái thời cuộc này có người ta quá bận biểu quý vị à, thời cuộc này người ta quá bận biểu, thiền dĩ thì người ta có thể nghe được. Vậy mà trong dịp Tết này á, một số người chuyên tu của mình vậy mà người ta không nghe. Hình như là cái lượng người coi ít, không nghe. Thì vị biết pháp môn tịnh độ này mà nói mà để cái người tin, mà để mà tu, mà kiên nhẫn, mà duy trì, đúng là không đơn giản chút nào. Nếu như vị tu tịnh độ mà không gặp một người mà nói gì sâu vào tịnh độ luôn, sâu là một câu Phật hiệu đi mới sâu, hiểu chưa? Tán thán một câu Phật hiệu nó mới sâu. Người niệm Phật sâu là gì? Là một câu Phật hiệu cái niệm hoài là sâu. Chứ vị nói phương pháp này phương pháp kia phương nọ gì nữa chưa? Một câu Phật hiệu mà niệm hoài là sâu đó. Nhưng mà tự ngã hiền là đi vào sâu. Một câu Phật hiệu là sâu. Nên cái người tu tịnh độ mà đã thành tựu vị đấy thì toàn là người thâm nhập phần nhiều. Trong cái thời cuộc mạt pháp này là phần nhiều cái người thâm nhập, tu tịnh độ thâm nhập. Còn những cái thời chư tổ sư thì có những người người ta thông tâm thông giáo, quay đầu niệm Phật thành tựu. Còn mình bây giờ thông tâm thông giáo à, không tìm ra đâu quý vị ơi. Nên đại lão là thượng tịnh không khi còn thể thế người nói rằng, vì cái thâm nhập một môn, thâm nhập một môn thì thâm nhập các môn. Ý phiên mình nên niệm một danh hiệu A Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thắng A Di Đà Phật. Nên mười phương chư Phật đều tán thán A Di Đà Phật vì Ngài là Pháp Giới Tạng Thắng. Danh hiệu A Di Đà Phật là danh hiệu chứng minh cho mười phương chư Phật. Nên chúng ta niệm một danh hiệu A Di Đà Phật là niệm mười phương chư Phật. Bởi vì đây gọi là nặng căn. Nên người mà tu tịnh độ mà bỏ cuộc là bình thường quá. Nên người nào là người đầy đủ thiện căn phúc báo nhân duyên quý vị? Cái người niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Cái người tin câu Phật hiệu, dù gặp trường hợp gì cũng tin, gặp trở ngại gì cũng tin, tan nhà mắc mạng mắc của cải gì cũng tin câu ai như là Phật. Đó gọi là thiện căn phúc báo nhân duyên dài. Còn cái người mà nghe tịnh độ một cái mà tin, đây là thiện căn phúc báo nhân duyên dài. Người mà nghe tịnh độ bồi dưỡng từ từ phát lòng tin thì cũng là thiện căn phúc báo nhân duyên dài. Người mà gặp tịnh độ mà tu giữa chừng bỏ cuộc, đây là thiện căn phúc báo nhân duyên mỏng. Đó. Như thế nào gọi là đầy đủ thiện căn phúc báo nhân duyên để sanh về nước kia? Là người tin có Phật hiệu niệm tới cùng, là người đầy đủ thiện căn phúc báo nhân duyên để sanh về nước Cực Lạc. Cô động luôn đó quý vị, nhắc nhở cô động luôn đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta biết có môn tịnh độ này đã quá thù thắng à. Như bây giờ tăng hoàng ở Nhân Đức đây mà quý vị coi, như chùa thượng xây, mà chùa thượng Nhân Đức được cái duyên Nhân Đức nuôi con người để phát triển chúng, quý vị coi cấp kỳ luôn. Nhưng ngôi chùa mới xây chưa xong, còn hai dãy nhà thiết là bự với nhiều công trình, và đang làm nhà vệ sinh được quá trời luôn. Đang làm nhà vệ sinh, đi họp về mấy thầy mấy chú bên chùa mới, làm cực lực luôn, dọn dẹp, dọn cái đống cây mà để đóng cốt pha mà xây nhà. Đống cây nó lớn, đừng có nói nó mà dọn bị hợp tới giờ đâu, 2 tuần dọn chưa xong. Dọn cái dãy đó ra để làm một khu vệ sinh để lễ lọc đồ cộng tu đồ này kia, vì có chỗ để vệ sinh. Rồi một bên thì nhà xe để xe. Rồi bây giờ chuẩn bị làm cái dàn nước lọc bên đó. Sau này có chừng Nhân Đức là làm ở Đại Tùng Lâm một dàn nước lọc, chùa mới một dàn nước lọc. Để làm chi? Để mỗi bên đều hoạt động và mỗi bên đều có thể lo việc được. Chứ bây giờ bên nào đó mà đắp qua 2-3 bên sao chịu nổi, quá đông người ta. Thế vị coi á, chỉ cái pháp tu thôi
Phải để ý cái pháp tu này nghe. Bây giờ vị đi một người cư sĩ thôi mà lấy phương pháp niệm Phật lễ Phật này, họ mượn chùa thôi mà họ rủ người ta đông thiết đông tu luôn. À, người cư sĩ, những người miền ngoài, những người miền Nam chúng ta mượn chùa thôi, vậy mà ta tổ chức cộng tu Phật tử về ào ào luôn, không chỉ là chùa. Nếu như quý thầy quý sư cô đồ, dù quý vị tu cái pháp nào đi chăng nữa, nhưng mà bây giờ cái pháp môn tịnh độ là pháp của Phật chỉ, mà trong cái thời mạt pháp này quá phù hợp. Quý vị lập ra một cái đạo tràng niệm Phật, rồi có một khu nhà nào đó để cho những người niệm Phật này họ chuyên ở, rồi mỗi tuần chủ nhật quý vị rủ người ta về niệm Phật cho đạo tràng niệm Phật này phát triển. Nhưng mà cái quan trọng là cái thời khóa tu. Bây giờ ví dụ như người chủ trì hay là người quản chúng gì có cái trách nhiệm ở chùa đó. Bây giờ quý vị thấy cái thời khóa tu ở chùa mình mà chính những đức cũng học, chứ không phải là của những đức sáng tác ở đâu. Quý vị khỏi càng nghĩ rằng thầy những đức còn trẻ mới tu đấy mà học ổng kỳ. Không phải đấy quý vị, những đức cũng học của người đi trước. Cái phương pháp tu á, niệm Phật lễ Phật này là của thầy Giác Nhàn ngày xưa. Những đức đến tỉnh Thất Quan Âm, cái điều địa chung á, bốn chữ. Những đức giờ vẫn còn áp dụng khi chủ nhật cộng tu gì đấy vì thấy những đức bắt cái điều địa chung chưa? Đó là ngày xưa những đức lên đó học. Sau này những đức dùng cái điều địa chung sáu chữ là nó áp dụng với thời khóa sáu chữ cho phù hợp với nhiều chùa. Nhưng mình chuyên tu, chuyên câu Phật hiệu luôn. Thì những đức lấy cái phương pháp đó những đức áp dụng xuống đây bây giờ gần 9 năm. Mà bây giờ phát triển 4 điểm chùa, 4 điểm đạo tràng. Người ta về ao 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 ao, ai tu cũng thích, không ngán gì hết luôn. Quý vị coi, một phương pháp của thầy chánh những đức đem áp dụng ở đây, nó trở thành bây giờ như là một cái nơi, cái nôi tịnh độ chuyên tu luôn. Quý vị coi đúng không? Để ý nghe, cái này là một phương pháp tu mới thành công á. À, phương pháp tu mới thành công. Bây giờ vì có giảng hay cỡ nào phương pháp tu người ta tu không được người ta cũng đi. Những đức thấy trên đó người ta đi xuống đây tu quá đông, xuống đây người ta tu quá trời tu luôn. Xuống đây những đức gặp ta, những đức hỏi người ta đều nói câu phương pháp dễ tu, không rì rà. Còn nào là trì chú nhiều tụng kinh người ta không làm được. Đây những đức gặp ta, những đức hỏi người ta nói rõ ràng luôn, nói rõ ràng luôn. Mà phương pháp tu này của những đức học chứ là đâu phải những đức sáng tác đâu. Vì khỏi càng nghĩ ông những đức cũng trẻ mới tu, học ổng mắc cỡ lắm. Bây giờ nếu quý vị có nghĩ này, những đức nói mạnh dạng, cái này cũng đâu phải những đức sáng tác đâu, những đức cũng học thôi. Cuối cùng những đức lấy cái này những đức chia sẻ cho quý vị cứ làm đi. Chứ không có vị thầy chủ trì chùa đến chùa mình nhờ những đức thu âm giùm. Những đức thu âm giùm cho thầy cái điệu lễ Phật, điệu địa chung thì thầy đánh được. Quý vị nếu muốn lấy phương pháp này tu, quý vị phải tập đánh cái điệu địa chung. Nếu như điệu mà 4 chữ thì đánh rất dễ, 6 chữ thì quý vị cũng phải tập, tập đi được liền ha. Thì bật lên á, cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ của chùa mình, cái thờ phá tu, sáu chữ bốn chữ vì coi điều gì chúng bị đánh theo đi, học cho quen. À, xong đi đến đây những đức cho cái đại chúng của chùa mình tu cùng với quý vị, thu âm giùm cho, làm giùm luôn tiếng của quý vị thì đem về áp dụng trong chùa. Rồi á, mình thu âm thêm vài cái điệu niệm Phật nữa. Xung quanh chùa mình đều nghe niệm Phật chưa? Rất là hay, đúng cái tiếng vị chủ trì luôn, hay quá. Tập đi, để những thu âm những đức làm giùm cho. Trong lòng những đức thì nghĩ rằng muốn tịnh độ phát triển, chứ mình không có cần thiết quan trọng gì mô hình gì của mình. Quý vị chỉ cần áp dụng cái vị tu, thấy cho người ta tu được là được rồi. Còn hàng cư sĩ thì dễ rồi, bây giờ chúng ta cùng tu chung. Vì lấy nguyên phương pháp này áp dụng trong gia đình vì là tu xong rồi. Tượng Phật nhà đức tặng nữa, quá đặc biệt rồi còn gì nữa vậy. Còn những vị chùa của mình đó, nhà đức nêu lên đề xướng lên đó.
Một số người tu thiền tu mật tông, người ta học tập gì vẫn có một cái vị trí riêng cho người ta. Còn bây giờ mình xây ngôi chùa lên rồi, bây giờ người ta đến ta tu không được, thôi mình lập một cái đạo tràng niệm Phật đi, một hai dãy nhà vậy đó, cho người ta ở ta niệm Phật mỗi từng chủ nhật, quý vị động viên ta niệm Phật cái nữa xong. Tự nhiên xây ngôi chùa nó ý nghĩa vô cùng. Nếu không vắng tanh như chùa Bà Đanh khắc hành hương đến lai rai, bỏ vô đinh tiền vô thùng tam bảo rồi cứ sống cho qua ngày đoạn tháng, cuộc đời không có ý nghĩa gì đặc biệt. Bây giờ cái pháp của Phật, pháp môn Tịnh Độ này, Phật cũng là người giới thiệu pháp môn niệm Phật. Bây giờ mình áp dụng pháp môn niệm Phật này cũng là pháp của Phật. Dù quý vị tu cái môn kia cũng là pháp của Phật, nhưng mà cái môn khác ngoài Tịnh Độ thì người ta ít áp dụng quá, ít bước vào tu. Nên bây giờ mình phải áp dụng cái pháp tu Tịnh Độ. Đây là những đức chia sẻ với vị bình tĩnh suy nghĩ, hoặc là những vị cư sĩ nên gặp quý thầy của chùa quê mình, quý vị nêu lên, đề xướng lên. Nếu như bây giờ thầy mà tổ chức niệm Phật đặc biệt ngon lành phù hợp vào khóa tu, giống như vậy tu được thì con đến chùa thầy lúc. Mà thầy những đức cũng ông nói rõ ràng, đâu phải là ông sáng tác cái phương pháp tu này đâu, ông cũng học thôi. Mà ý những đức muốn nói là cái thành công để cho người ta tu là cái chúng sanh lớn, hiểu không? Nó từ nơi đó quý vị biết rằng là dễ lắm, áp dụng rất là dễ. Chính những đức làm thấy dễ vô cùng luôn. Bốn điểm đạo tràng, tới giờ tu là cứ bật lên cái là gọi là đại chúng cùng tu, những đức cũng tu chung luôn. Mà hình thành đạo tràng Tịnh Độ đúng là mau gì đâu. Nhưng ngôi chùa mới đây thôi mà gần 200 người à. Đây tới Tết chắc hơn 300 quá. Nên hồi tối những đức quay một đoạn, những đức nói là đây là nơi chốn bình yên dành cho người hữu duyên niệm Phật. Quá bình yên, tuổi già được nương tựa cái nơi bình yên quá mà. Ngôi chùa đẹp, mảnh đất rộng rãi, đúng là ở đó mà sức khỏe tuổi thọ kéo dài, ăn chay niệm Phật vui vẻ hoan hỷ, ta lo chân, không cần bận tâm lo nghĩ gì. Quý vị coi, đời của người chúng ta gặp Phật pháp phải làm một cái gì đó trong cuộc đời. Nên những vị cư sĩ nữ đi chăng nữa lập ra cái trang website Facebook để mà dẫn dắt người ta niệm Phật, đưa những cái buổi chia sẻ này cho người ta nghe. Đi dùng phương tiện gì kể vị, vì chỉ cần dẫn dắt cho ta nghe pháp là niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Tiền bạc vật chất là phù du lắm, chúng ta chỉ cần có nó một chút để sống, để hành đạo cũng được rồi. Còn nếu như cho ăn chỏ không có ăn cắt nào chứ làm sao tu đây, có gì đâu ăn, không lẽ đi xin tiền bạc người ta, đúng không? Nên từ nơi đó như chùa chiền đồ á, thì nó có nhân viên đặc biệt là người ta cúng dường tam bảo, làm việc lợi ích cho chúng sanh. Nên mỗi một người chúng ta phải nhìn nhận pháp môn Tịnh Độ này là pháp môn mà đặc biệt cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Nhưng phải hành trì pháp môn Tịnh Độ này thường chuyên. Bây giờ chùa mình đi vào thường chuyên luôn, chuyên tu luôn, Phật tử người ta đều thích, ta áp dụng từ khóa tu tiện bề vô cùng. Quý vị phải nhớ rằng mỗi một người chúng ta cái duyên làm sao mà thấy nó phù hợp. Như cái thời khóa tu mà ở trong chùa mà cái duy trì hoài đi là nó ổn định cái chùa. Còn quý vị biết cái người mà thay đổi phương pháp tu hoài là không ổn định cái tâm. Đã không ổn định tâm thì chúng cũng không ổn định luôn. Vì nhớ chúng ta có tâm giúp chúng sanh, nhưng mà mình làm những cái nhân duyên mà mình đủ duyên mình làm. Có những người mình có khi mình bị mất uy tín ngay cái chỗ. Bây giờ tôi đó nói tôi lo cho người đó, tôi xây cắt tôi lo người đó làm gì vậy, nói vừa nói ra người ta cúng dường. Bắt đầu mình không có làm được, duyên mình không đủ mình không làm được, mất uy tín chết. Nên những đức thường nói với hàng Phật tử, bây giờ mình nghe pháp chuyên tu Tịnh Độ, mình muốn về đây mình tu, của cải vật chất mình chia chác cho con cháu đàng hoàng. Mình đi đến đây mình cộng tu, mình xem xét làm sao, rồi lúc đó mình suy nghĩ cho thật là kỹ, thấy không? Chứ đừng có nói mà nghe ngon lành rồi tự nhiên xả nhà cửa hết trơn. Giống như có mấy Phật tử nói, có một cái nơi ngôi chùa
Có hai mẹ con đi vào trong chùa cúng dường cho vị chủ trì tiền bạc hết trơn. Ở trong chùa, sau này ngôi chùa đã xây dựng thì đập phá nhiều thứ. Hai mẹ con đi ra ngoài đường ở, người ta cho một chỗ ở nhỏ nhỏ hoặc che miếng mũ cho ở. Bây giờ hai mẹ con đi xin ăn. Nhiều Phật tử gặp Như Đức nói gì? Như Đức nói những cái việc này mà tất cả những người xung quanh chùa mà mình không nói cho người chủ trì nghe, hoặc người chủ trì mà không giải quyết là hành động này sai, sai tầm bậy. Một người ta đi đến chùa bình thường thôi mà người ta gần gũi chùa người ta khổ, mình phải còn phải giúp. Không chi cái chuyện mà người ta đã cúng dường cho mình, bây giờ người ta lên bờ xuống ruộng gì, mình không giúp cho người ta chỗ ở đàng hoàng là điều này mình sai tầm bậy. Hoặc là mình cũng phải đưa cho người ta số tiền gì, dù là người ta từng cúng dường tam bảo, nói gì tình lý mình cũng phải đưa người ta số tiền gì. Ta sống bên ngoài thuê nhà trọ được, người ta ở cái chuyện của người ta, nhưng cái đó cũng có tình có nghĩa. Con người sống phải có tình có nghĩa. Đồng tiền đâu phải là vạn năng, đâu phải nói tiền của tam bảo mình để dành, mình để dành hoài cũng vậy thôi. Người ta khổ vậy tại sao mình không giúp người ta, thấy không đó. Nên từ nơi đó có những Phật tử người ta đi về chùa, ta tu về chùa mình cảm thấy bình an gì, ta thấy nó đơn giản bình dị quá. Nên Phật pháp là đơn giản bình dị, vì đơn giản bình dị thì dễ áp dụng. Cái tình lý của con người sống nha, nó quan trọng dữ lắm. Mình học Phật có học cỡ nào thì chăng nữa, nhưng mà cái tình nghĩa của con người mình không có bỏ đá đỏ nó được. Chứ không phải nói hai chữ buông xả rồi cái tự nhiên con người mình không có tình cảm con người. Con người mà không có tình cảm như cây khô, hiểu chưa? Tại sao mà người ta mà thích về chùa mình? Vì người ta về chùa mình người ta cảm giác cái tình cảm con người nó có, quý vị. Nên người ta mới đi về chùa mình ta tu. Vì cái tình cảm con người nó có. Từ quý thầy, quý sư cô, quý cụ, quý chú, quý cô trẻ trong chùa mình, ai cũng là người vui vẻ hoan hỷ. Đến với nhau đâu phải vì vật chất gì đâu quý vị. Con người thì phải thương con người. Những người mình đủ duyên mình giúp được, mình nhiệt tình hết lòng. Những gì mình làm được thì mình nhiệt tình mình làm, còn những gì mình làm được thì thôi. Cũng như những đức ngày nào cũng đem Pháp Môn Tịnh Độ này chia sẻ. Chia sẻ Pháp Môn Tịnh Độ là mình đang nhắc mình tu Tịnh Độ. Nên những đức thấy rằng là cái Pháp Môn tu Tịnh Độ này thù thắng quá. Nếu như mỗi địa phương, mỗi một làng quê mà mở rộng ra quý thầy, quý sư cô, mà ngôi chùa của mình mà mỗi tuần chủ nhật hướng dẫn ta niệm Phật, nói về đơn giản, về nhân quả ta nghe, thì kiếp nạn nhân sinh này quá giải à. Nó không có mà đến nỗi mà nặng nề gì đâu. Vì mỗi địa phương đều đem cái giáo dục ra giải người ta, để con hiếu với cha mẹ, vợ chồng thương yêu hòa thuận nhau, bạn bè sống có tình có nghĩa, con người đến với con người chân thật nhiệt tình, đúng không? Nếu như mình dạy người ta đơn giản vậy thôi, rồi cho người ta niệm Phật hướng dẫn người ta tu. Bây giờ đi coi chùa mình thờ khóa tu, nhà Đức hướng dẫn mỗi gia đình, rồi bây giờ người ta thỉnh tượng Phật về nhà thờ khóa tu sát tối như ở trong chùa. Làm cách này là đúng là nếu mà nhiều chùa mà làm thì Phật pháp này thịnh luôn, mở rộng ra Phật pháp luôn, đạo tràng niệm Phật từng gia đình luôn. Quý vị đừng có sợ người ta không đến chùa,
Người ta ở nhà người ta tu thì từng chủ nhật thứ bảy người ta đến chùa, còn người ta bỏ tu luôn người ta mới nghĩ đến chùa. Chứ biết mình dạy người ta đi, người ta sẽ biết cúng dường à. Mình giảng pháp cho người ta nghe, mình cho người ta hiểu cái nguyên lý cúng dường là lợi ích làm sao. Bây giờ người ta đi đến chùa thắp nhang rồi tụng hồi kinh, ta không biết một cái gì. Nên quý vị coi, mình tại sao mình khổ? Vì mình không chỉ người ta nên mình khổ. Tâm lượng mình hẹp quá nên làm sao mở tâm lượng người ta, hiểu không? Giờ người ta vừa đi đến chùa là mình luôn luôn mình nghĩ người ta cũng dư tiền cho mình không? Thua. Như vậy thì không bao giờ cái ngôi chùa mà thịnh vượng được, chắc chắn luôn. Thì bỏ công ra vì dạy người ta, hướng dẫn người ta. Người ta hiểu rồi người ta mới cúng dường tam bảo để mình làm như Phật sự. Cũng là có tiền làm việc cái chúng sanh thôi, nhưng mà mình phải chỉ dạy người ta để người ta hiểu. Vậy thì quá đặc biệt. Nên cái pháp môn tịnh độ này quý vị phải để ý. Tất cả những người cư sĩ nhé, đem cái pháp môn tịnh độ này áp dụng. Rồi địa phương của mình có chùa chiền, gặp quý thầy quý sư cô khuyên họ, nêu lên sự lợi ích. Đừng có chấp cứng. Bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ngày tu mật tông á, ngày có chấp cứng mật tông không? Người ta mở tâm lượng ra, người ta tu tịnh độ tông. Nhiều chư tổ sư cũng thông tông tông giáo, như ngày Triệt Ngộ Thiền Sư, thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật, thấy không? Triệt ngộ rồi người ta vẫn tán thán tịnh độ. Như Đại sư Liên Trì là ngài được cái truyền về Thiền Tông, mà cuối cùng ngài hoằng truyền tịnh độ tông. Ngài buông luôn Thiền Tông, ngài có sai không? Trong thời cụ đó nhiều người ta chấp vấn ngài, ngài lý luận rõ ràng vẫn là pháp của Phật. Mình tu đạt khuyên người ta được, tốt, từ bi à, rất rõ ràng. Nên Phật pháp vì sao không phát triển? Vì mình không mở rộng, không có nhìn căn tính chúng sanh bây giờ người ta phù hợp cái gì để cho người ta tu. Nên những đức bảo đảm 100% ngôi chùa phải có thời khóa tu thì chùa mới thịnh. Thời khóa tu này phải tu được. Còn đưa thời khóa tu lên mà người ta tu không được. Thời khóa tu của chùa quý vị mà ít ai đến người ta tu chung là quý vị biết thời khóa này người ta tu không được. Nên những đức thấy chuyên niệm Phật, lễ Phật là người ta tiện tu nhất. Đó là những lời những đức phiên chân thật, hết lòng hết dạ, nhiệt tình. Chỉ đến thế gian này chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi, cố gắng làm việc lợi ích cho chúng sanh. Nguyện tam bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe được tịnh độ mỗi ngày, tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.